Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình iGroup Simili. Mình nhận một token Simili như thế các bạn. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video của mình ở Telegram bấm start chatbot nha các bạn. Một token này giá trị của khoảng 15 USDT và các bạn join iGroup nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join trên chat trên seller nha các bạn. Chat rồi các bạn bắt đáp lên này các bạn và tiếp tục quan follow về tweet nha các bạn. Mình giúp fan rồi các giỏi nha các bạn. Rồi các bạn xuống lướt xuống các bạn like và tweet bị viết lên đây tắt lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại và bấm vào submit đi tên này các bạn. Tiếp tục bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi đường link YouTube đường link profile Twitter mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn vào mở Twitter của mình ra, các bạn vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn vào ba chữ gạch cùng, các bạn vào nút chia sẻ, các bạn sao chép liên kết Twitter của mình nha các bạn. Vì mình đã copy đây nè các bạn. Các bạn mới đáp gì đây các bạn. Không ăn luôn. Bạn dán vào bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với Binance Smart Chain, các bạn có thể dùng địa chỉ với Binance Smart Chain trên sàn Binance hoặc là địa chỉ Chuck Wallet nha các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ của mình lên nè. Các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm Don. Bạn muốn set nha bạn. Tiếp tục bạn sẽ set it. Ok các bạn việc lên ghép chia sẻ cho bạn bè người thân nha bạn. Tóc cần nó sẽ cập nhật sau. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.